Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh TITV.vn. Trong video clip này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta có thể đổi tên cái máy tính của chúng ta trên cái hệ điều hành Windows 10. Thì các bạn biết rằng là khi chúng ta cài đặt một cái máy tính mới trên cái một cái hệ điều hành Windows 10 mới trên một cái máy tính á, thì thông thường á, cái PC name á, có nghĩa là cái tên máy tính của chúng ta, nó sẽ là một cái đoạn mã ngẫu nhiên. Ví dụ như là desktop, TVLL gì đó, các bạn thấy ở đây nè. Các bạn thấy chưa? Thì nó rất là khó để cho chúng ta có thể nhận biết ra cái máy tính của mình. Các bạn có thể thay đổi cái tên của nó bằng cách là thực hiện một số cái thao tác mà mình sẽ hướng dẫn các bạn làm trong cái video này. Cái việc mà thay đổi tên máy tính này thì nó sẽ giúp cho chúng ta dễ dàng nhận biết cái máy tính của chúng ta trong môi trường mạng internet, mạng LAN của công ty hoặc là nơi chúng ta làm việc, và để dễ dàng chúng ta xác nhận là cái máy tính này là máy tính của ai. Ok. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm nhé. Trước hết á, thì các bạn hãy mở cho mình một cái thư mục bất kỳ, một cái folder bất kỳ ở trên máy tính của các bạn ra. Đó, các bạn sẽ vào được một cái thư mục bất kỳ như thế này. Sau đó các bạn sẽ nhìn sang bên tay trái thì chúng ta sẽ có cái cây thư mục của chúng ta ở đây. Thì các bạn hãy tìm cho mình cái biểu tượng là disk PC hoặc là máy tính này hay gì đó. Các bạn phải chuột lên trên đấy. Rồi các bạn chọn cho mình cái thuộc tính hay là cái properties, cái thằng cuối cùng ở đây. Đó, trên Windows 10 các bạn nhé. Ok. Rồi. Sau đó các bạn sẽ thấy một cái chữ đó là thay đổi tên máy tính hoặc là rename this PC, thì các bạn hãy click chuột vào đây. Rename this PC các bạn nhé. Rồi, ở đây các bạn thấy không? Tên máy tính hiện tại của mình là desktop TVNLNFS1, thì nó rất là khó để nhận biết cái máy tính là máy tính của mình. Thế thì bây giờ mình sẽ thay đổi nó sang một cái tên mới. Ví dụ như là mình sẽ đánh ở đây là tên của cái kênh YouTube của mình ha, TITV ha. Rồi, .vn gì đó. Ok, TITV thôi cũng được cho nó ngắn gọn. Rồi. Mình nhấn Next nè. Các bạn sẽ chờ một chút xíu. Các bạn thấy không? Thì cái tên máy tính của chúng ta nó được thay đổi rồi. Thì nó sẽ hỏi các bạn rằng các bạn có muốn khởi động lại máy tính hay không? Hoặc là các bạn sẽ khởi động sau. Thì các bạn cứ nhấn vào cho mình cái nút là khởi động sau. Tí nữa khi mà các bạn làm việc xong đó, thì các bạn sẽ thấy rằng đó là cái tên TITV nó sẽ được thay thế cho cái tên là Desktop TVNLNFS1 này. Sau khi các bạn khởi động lại, các bạn cứ làm việc bình thường nhé. Như vậy là chúng ta đã thực hiện thành công cái thao tác là thay đổi tên cái máy tính của chúng ta, thay đổi tên máy tính trên cái hệ điều hành Windows 10 các bạn nhé. Còn bạn nào đang sử dụng Windows 11 thì các bạn xem trong phần mô tả video, mình có để cho các bạn một cái đường link khác để các bạn có thể vào trong đấy, các bạn thực hiện theo những cái thao tác trên Windows 11, nó cũng rất là dễ thôi. Ok. Mình chúc các bạn thực hiện cái thao tác này thành công nhé. Bạn nào đang xem video thì làm ơn giúp mình một lượt đăng ký kênh nhé. Một lượt like video, và nếu có câu hỏi, có thắc mắc các bạn hãy comment xuống phía bên dưới nha. Cảm ơn các bạn. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo nha. Xin chào.